Ê, mọi người thấy ai chưa? Mimi. Ồ, Mimi bữa nay có cái áo này đẹp quá. Đấy, đẹp chưa? Mọi người thấy nè, đây nè. Ồ, Mimi có cái áo đẹp nè, sợi dây chuyền nữa nè, trời ơi. Ồ, là lớp Mimi nè. Gọi đây là gì Mimi nè, ồ. Mình rửa mặt cho Mi nha, buổi sáng mình phải rửa mặt, meo 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 rửa mặt như mèo nè, đó. Đó, mình phải rửa mặt cái mặt nè, đó. Phơi nắng đi, phơi nắng đi. Đấy. Người thấy Mimi mặc đồ đẹp không? Lăn ngửa ra cho mọi người coi rồi. Ồ, đó. Mimi bữa nay bự lắm rồi. Cái áo này của chị Alex gửi tặng nè. Mà Mimi mặc không có hơi chật chút xíu. Mimi mặc hơi chật nhưng mà hôm nay Mimi cũng phải gán mặt nè. Gán mặt cho mẹ Alex vui nè. Sợi dây chuyền này nè. Sợi dây chuyền này cũng là quà tặng của Mimi nè. Thấy chưa? Khắc từ bên Mỹ đem về luôn đó. Bé yêu Mimi nè. Lớp Mimi nè. Đấy, mọi người thấy chưa? Mimi đấy, mặc áo vô cưng không? Mặc cái cưng mặc lần à. Chứ đuôi mắt nè. Đây, trời ơi. Sao mọi người nó bị hơi chật. Cái bởi vì chị có tưởng là Mimi nó nhỏ nhưng mà hồi lúc chị gửi á, là 2-3 tuần mình mới nhận được á. Màu lớn quá trời luôn. Màu lớn quá trời luôn, màu lớn quá trời luôn. Ô ô ô ô ô ô ô. Họ vô mặc cái bộ đồ này chọc anh Bo cho anh Bo hết hồn chơi. Đó, gì nè, mình làm gì nè. Nó mới ngầu, đó, mình làm gì nó mới ngầu nè. Đấy. Đi chơi chơi với anh đi. Nè 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 nè. Nè nè nè. Nằm xuống mèo mèo. Mèo đi, mèo đi. Mèo đi. Anh chọc bụng nè. Ừ đó, mèo đi, mèo đi, mèo đi. Mèo đi, mèo đi, mèo đi, mèo đi, mèo đi, mèo đi. Ừ, mèo đi, mèo đi, mèo đi, mèo đi. Nè, cái bụng nè, ừ, ừ, không cho nằm, không cho ngồi nghỉ. Tối đó toàn là nó ngủ, một là ngủ với chỗ anh Di, hai là ngủ với chồng. Nó ngủ mắc cười lắm, nó ngủ thương lắm. Nó kiếm mấy chỗ ấm không à, nó lên chỗ cái nách mình nè, rồi chỗ cái đầu mình nè. Đấy, bán ngồi bán mắt chưa? À, không quen, tại không quen mặc đồ. Tại bộ đồ này đẹp quá mà, chồng phải mặc để chồng chụp hình. Đấy, mặc chụp hình rộng rồi, nợ chật rồi. Em mặc bữa nay thôi, mặc lần à. Rồi bữa nào đem cho ha. Anh cho bộ đồ này ta nha. Đồ đẹp quá mà. Bữa nào anh xách anh cho em nào nhỏ hơn Mi nha. Nè, lội đổ lỗ tay ra mới đẹp đó. Hey Mi ha. Ừ, dây chuyền thì để đi đeo. Áo quần thì anh cho, đừng có đi, chơi với anh đi. Phơi nắng chút đi chứ mèo mình phải phơi nắng nó mới mau bự. Chứ đừng có mình không phơi nắng là nó mau ốm lắm. Ê, mọi người thấy chưa? Ồ, bắt tay. Ê, meo 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 meo. Bây giờ trong giới bộ trong thả nó ngoài đường, trong bỏ nó coi. Nè, thôi. Anh bỏ Mimi luôn, không có nuôi nữa. Đó. Nè, chùm đầu luôn nè, bỏ Mimi đây luôn, không nuôi. Bỏ luôn, không nuôi đâu, tôi không nuôi đâu, tôi không có tiền, tôi không có gạo nuôi nổi mấy người đâu. Giỡn chưa? Đó. Trời ơi, ra đâu là giỡn đó. Đi, 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 đi. Lật bụng lên. Mọi người thấy Mimi mặc áo đẹp chưa? Nó khôn lắm nha. Nó không chịu mặc áo nữa, nó hút tay lại đó. Đó, nó hút tay lại nó mới mắc kẹt nè. Đấy, trời ơi, cái đuôi nè. Mọi người thấy nó hay chưa? Mọi người thấy nó hay chưa? Mọi người thấy nó tài chưa? Ồ. Giỡn không? Ồ, chưa, mặc áo đẹp chưa? Trông chọt, hai chân trước ra hơi chật. Ây da. Ồ, ồ, thôi để anh cởi áo ra nha. Chật quá. Đẹp quá trời quá đất luôn à mà. Mà Mimi hơi chật, Mimi không chịu. Nè, lọc ra nè. Mình phải lọc gì nè, Mimi. Đó. Nè, bữa nào anh xách cái này anh cho nha. Anh cho mấy bé đằng nhà cô Mười nha. Đẳng có nhiều bé mèo con lắm. Chịu không? Cho rồi đừng có gì hối hận nghe chưa. Nè. Ừ.
đi vô nhà đó. Bạn thân của My đâu? Bạn thân mà My chọc phá tối ngày đâu? Bạn thân Bo của My đâu rồi? Nhìn vô trong gì để biết Bo trong đó mà. Ô ô ô ô ô ô. Đó đó. Cắn đào như quỷ vậy. Nó không có sợ một con chó nào hết trơn. Thế vậy một nguyên một bầy nó sợ nha, chứ mà ra ngoài đường thì nó sợ chó, nhưng mà con chó nào bước vô phòng này là My không có sợ đâu. My là không bao giờ sợ mấy bé chó, mà con nào mà vô trong nhà này là giống như là của bả rồi, bả không sợ. Chỉ có cái là lên đây nó sợ nè, không phải lên đây nó sợ, lên đây nó không dám nhảy xuống. Đấy. Đó. Nhảy xuống đi. Con ngon nhảy xuống. Ừ, con ngon nhảy xuống. Dám không? Dám không? Quê. Mấy ngày nay là My ăn đồ ăn ngon không đó mọi người. Bị My có nhiều quà đó. Cái hạt chồng để cho nó nửa chén hạt cộng với một cái hộp pate hoặc là đồ ăn hộp. My đồ ăn hộp không à, đồ ăn hộp của My một hộp là vừa My ăn á. Bo có ăn ké nữa. Ừ ừ ừ nó ghê nè. Đấy mọi người thấy nó khôn chưa, nó khôn chưa, nó không dám nhảy xuống mà nó trượt xuống, thấy chưa? Đấy liếm kìa, khôn dữ lắm. Đừng cứ nghĩ là nó không biết nghe, thả nó lên trên đó. Hồi lúc nhỏ là nó ở trên đó luôn, nó sợ chứ bữa nay nè mọi người thấy không, nó tuột xuống đó, nó tìm cách, nó hay lắm. Hay lắm. Không thương, tôi không thương đâu. Giết hại này, giết hại. Ơi, rồi mọi người thấy không, nó cạp, đụng vô nó cạp, nó lấy tay nó tán. Đeo dây chuyền đi, không có lột ra. Đấy, mọi người thấy không, nói nó tìm cách nó lột sợi dây chuyền ra đó, chứ không đơn giản đâu nha. Nó lột ra một lần rồi đó, chồng mới đeo vô lại đó, chứ nó lột ra một lần đó, nó khôn lắm. Nó không chịu, nó nằm xuống, nó lấy cái giò nó khiều, nó mở ra đó. Con này là chùm mở cửa luôn nha mọi người, mở cửa hay hơn con Bo luôn nha. Chơi trò chơi không? Anh lấy trò chơi thử chơi cho mọi người biểu diễn rồi. Ở đó. Nè. Nè Bo. Ô nè Mi giờ chơi trò chơi nè. Ủa cái gì đây? Nè trò chơi nè. Ê. Đó, trò chơi nè. Đó, trò chơi này nè. Đó. Đó, đâu chơi trò chơi rồi. Đó. Đó. Thấy chưa? Đấy. Cái này là cái đồ chơi rồi nè, được tặng đó. Nó mê cái này lắm nè mọi người, nó mê trò chơi này lắm. Đó. Đấy, thấy chưa? Thọt hai cái giò cho đó, nó đi giỡn cái chơi banh đó đó. Đấy. Nó khôn lắm. Nè, 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 cái hông nè, đó. Nè, đó. Nó tìm cách nó giữ cái cục hột tròn này. Không cho giữ. Cho anh mượn ai. Đánh nè, đâu. Khi không cho mình đó. Nó không cho mình đụng, nó không cho mình chơi đó. Đấy, đó, thấy chưa? Thấy đó. Niềm vui của nó đó, niềm vui của nó là chơi cái này với là chọc mấy con Bo. Con Bo ở đâu là nó chọc ở đó đó. Tự nhiên là nó ôm cổ, nó cạp người ta. Bo sáng nay là làm gì vô đít sàn rồi, nằm chỗng kia không ra. Chứ giờ Bo mà có đứa nào lên đây là Bo là giận liền. Bo lên đây là Bo ngừ cả đêm luôn. Nhằm khi cho mấy bé lên đây thay phiên nhau ngủ. Như hôm cho Bắp lên đây nè, trời ơi nó ngừ suốt đêm. Mà anh Bắp nó hiền lắm, ai la Bo người chỗ này là anh đi chỗ khác, Bo đi chỗ khác là anh đi à. Nó không lại gần Bo, nó sợ lắm. Nó hiền lắm. Nè, anh nè. Nó, cho mọi người đây nè, chồng lấy cái này coi. Đó. Cho anh cái này nha, cho anh này chơi nha. Nè, cho anh này nha. Nó này nha. Ờ, thấy chưa mọi người thấy không? Khôn lắm. Ha, cái áo này anh cho anh ta nha. Cái áo này anh đi cho mấy bé mèo nhỏ nha. Nó không quan tâm, nó không thích mặc áo, chó nhà chồng, chó mèo là thích trần chuồng không. Đeo dây, đeo viết gì là nó xả ra hết. Đó. Không biết mọi người có thấy My lớn không? Này, chị quay cận cảnh cho biết lớn cỡ nào đó. Đó, này, bữa nay cái cùng tay của chồng nhỏ nè.
Nhỏ này bên đây mọi người thấy cái cùm tay có trọng so với cái thân hình mèo có ăn thua gì nữa đâu. Mèo lớn dữ thiệt, cưng lắm à nha. Nè, ê, ê, đó. Thế nó vui chưa? Vui vẻ chưa? Vui vẻ không quạo nha. Ô. Đấy, nghe tiếng bò xịt xịt rồi đó. Vô chọc bò đi, đó, đó, đó. Chọc bò nó nghe tiếng bò đó. Chọc bò đi, chọc anh bò đi. Chọc anh bò đi. Bò ơi, bò. Bò ơi, ra anh nè. Mày chiều lòng anh cái bò. Bò. Mày chiều lòng anh cái cho anh nở mặt nở mày với thiên hạ coi. Dạo này anh nói mày ngoan quá, mày sao mà mày lúc ngoan lúc không vậy? Lúc mưa lúc nắng là sao tao chiều mày nổi? Ra đây nè bò. Ra đây, ra đây, ra đây. Mọi người biết không, bữa trước con nào lên đây ta? À con bắp. Con bắp nó lên trên này, nó ôm trọng. Trời ơi trời, cái con bò ở trong bay ra. Cắn bắp. Nhào vô con bắp luôn, biết làm gì không? Nhảy lên người trọng đồ trọng ẩm. Cái kiểu mà nó ganh tị á. Nó ganh tị, nó cũng biết ganh tị. Nhưng mà hiếm lắm, nói chung là nó thích thì nó ganh tị, nó không thích thì ai làm gì làm, nó không thích thì nó coi mình như con sen của nó thôi. Còn nó thích thì nó coi mình như anh của nó. Đó, đó, đó. Giờ bỏ vô trong nằm đó, đó. Tập thể dục ở trong rồi kìa. Ổng muốn hơ, ổng muốn ngoan là ổng ngoan. Mà ổng muốn, đó, đó, mèo kìa. Đấy, 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 mèo chọc nó sợ kìa. Mèo là chuyên gia chọc, đấy, đấy, hai con đó. Đấy, đó, thấy chưa. Bo, lên nè bo. Bo, 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 bo. Đâu ăn nè. Đấy, bà mèo cứ tối ngày chọc người ta, đấy. Chọc suốt mà có, nói chung là có con mèo nó chọc con bo cũng đỡ. Con bo mà có người chọc, có người dành ăn là nó ăn. Còn bình thường hả, đút con thèm ăn. Còn khi mà có con này con kia dành ăn á, là con bo nó ăn dữ lắm. Bởi vì nó dành thức ăn của nó. Mọi người thấy là lại nó hửi chưa, nó hửi cái chén của nó chưa. Chồng có hai cái chén nè, mỗi con chén. Ai đây? Nè, nên nó ăn láng bóng luôn nè. Có gì đâu ăn, chưa tới giờ ăn mà. Chưa tới giờ ăn mà. Chưa tới giờ ăn mà, chút xíu nữa anh quay phim xong anh mới cho ăn. Cho ăn thức ăn với ấy, còn bò, trời bò cũng đặt liếm liếm. Bò mà bỏ vô đây nè, là tối ăn sạch bóng. Bình thường nhầm khi á, nó ăn trước mặt mình thì ăn, còn nó không ăn trước mặt mình thì nó sẽ ăn ở bên ngoài. Lúc mình ngủ nó ăn. Sáng nói chung là cứ bỏ là sáng hết, sáng hết. Chỉ có nói với con mèo thôi mà. Có đâu con nào vô đây đâu ăn. Như là mấy con khác cũng không ăn đâu, mấy con khác mà con bo nó ăn, đồ ăn nó dữ lắm. Nó để đó cái là không con nào dám lại gần hết trơn á. Ý. Nó đeo sợi dây chuyền mà nó cứ dọc sợi chuyền nó tìm cách nó lột ra ngoài à. Người ta không thích đeo vàng, người ta không thích đeo dây chuyền nè, đánh tao đi. Nó thấy ghê chưa? Hung dữ chưa? Hung dữ chưa? Hung dữ thì sao tối mò lên tôi ngủ? Đó, cắn tôi, hung dữ thì tôi sao tối mò lên tôi đó. Thôi đó. Hung dữ với tôi sao tối mò lên chỗ tôi ngủ hả? Hả? Tôi sắc thịt để kêu meo meo đòi ăn kìa. Đó, đó, nè, nè, đánh nè, tôi đánh nè. Nó ghê chưa, đi chưa, đó. Ghê chưa, nó chiến đấu đó. Đó, nó chả sợ đâu. Im. Đó, nó chả sợ đâu, theo mà nó né xuống mình mà nó lấy tay nó quạo đó. Đó, thấy chưa đó. Ghê lắm nó. Anh đánh nè, anh đánh. Đó, trời ghê chưa. Hung dữ lắm. Đấy, bởi vì sợ con nào đâu. Bo ơi, bo. Bữa nay làm clip này thôi, mai anh cho bo làm diễn viên chính nha. Nay cho đánh lộn nè, đánh lộn, ghê chưa. Đánh lộn anh hả? Đánh lộn với anh hả? Giỡn với anh hả? Kì vậy? Đánh chặt. Này. Ê da. Mimi dữ quá nha. Mọi người thấy Mimi nó dữ chưa? Dữ lắm chứ không phải đùa đâu nha. Thôi chồng cũng xin được ao video đây. Chúc mọi người xem video thật là vui vẻ nha. Bye bye tất cả mọi người. Đợi video sau nha. Video sau chồng sẽ chọc bo. Bo phải tùy lúc. Mình phải chuẩn bị máy đồ sẵn. Cái lúc nào không phải lúc nào cũng chọc được nó đâu. Nó có lúc mà nó không thích hả? Đừng lại gần nó luôn. Còn lúc nó thích đó. Chồng biết lúc nào nó thích rồi. Lúc ăn. Lúc mà chồng bới tô cơm ra chồng định ăn. Là lúc đó là chồng chọc nó đã luôn. Nó ăn xin, nó ra nó làm gì nè, nó cái mặt nhăn lên rồi. Đó, mình có nhiều thịt đường hết.
cọng rau nó không ăn nữa. Nếu mà mình đã ăn cơm rồi cọng rau nó không ăn nữa, còn bới lên nó múc riêng cho nó năn nỉ nó không ăn, để tối nó mới ăn. Bây giờ này ông cũng u nu u nần, mấy ngày nay gượng đực, có gượng đực bỏ ăn một ngày, mê gái ăn một ngày, nhưng mà cuối cùng hết mê rồi, qua cơn. Bye bye tất cả mọi người nha.